chị và các bạn, trong một số cái video trước thì tôi có chia sẻ về cái việc đánh thuế vào bất động sản, tức cụ thể là chúng ta đang muốn áp thuế vào bất động sản thứ hai thì liệu nó có tạo nên một cái làn sóng giảm giá cho bất động sản hay không, và nó để cho cái giá bất động sản nó thiết lập một cái mặt bằng nó vừa với cái nguồn thu nhập của người dân. Thì anh chị thấy là hiện tại chúng ta đang ở trong cái giai đoạn chúng ta bị ảnh hưởng bởi Covid-19, và nó có rất nhiều yếu tố nhạy cảm tác động đến cái thị trường, đến nền kinh tế. Và một trong những cái xu hướng hiện tại là chúng ta lo sợ là giá cả của hàng hóa nó tăng. Một trong những nguyên nhân đầu tiên là nó đến từ giá xăng dầu của thế giới nó tăng, và bây giờ giá xăng của Việt Nam cũng đã tăng. Đấy, anh chị thấy là xăng là nó là nhiên liệu của các ngành sản xuất. Bây giờ giá xăng được Liên Bộ Tài chính và Bộ Công Thương điều chỉnh tiếp tục vào ngày 25 tháng 9, giá xăng 92 tăng 573 đồng và giá xăng 95 tăng 548 đồng. Đấy. Thì anh chị thấy là xu hướng tăng giá của xăng dầu trong một nền kinh tế thị trường, thì chúng ta cũng là nền kinh tế thị trường thôi, thì mỗi yếu tố nhạy cảm nó tác động, nó đều ảnh hưởng đến các ngành kinh doanh khác nhau, đến các loại hàng hóa khác nhau. Thì xăng dầu nó là nhiên liệu sản xuất, thì nhiên liệu sản xuất nó tăng và nhiên liệu vận chuyển nó tăng thì làm cho chi phí sản xuất tăng và chi phí vận chuyển nó tăng, thì hàng hóa của anh chị nó sẽ tăng. Một ký thịt heo của anh chị nó một ký ba chỉ là 150 ngàn thì nó sẽ lên 160, 170 ngàn, vì chi phí vận chuyển từ cái nơi giết mổ đến cái nơi tiêu thụ nó tăng. Đấy. Anh chị thấy là, và chúng ta còn rất là nhiều nguyên nhân khác. Giả sử như hiện tại là cái nguồn cung tiền đang lên thì chúng ta sẽ lo sợ các cuộc lạm phát và thậm chí là siêu lạm phát. Đấy, các cuộc siêu lạm phát thì giá cả hàng hóa có thể nói là nó tăng vũ bão, tăng chóng mặt. Một tháng của anh chị đi chợ hết 4 triệu thì nó sẽ lên đến 6 triệu một tháng. Và cái việc tăng giá, cái việc nhạy cảm về tăng giá thì chị em phụ nữ trong nhà là những người khá là nhạy cảm, vì chị em hay đi chợ, và hay so bì giá cả của những mặt hàng thiết yếu hàng ngày. Đấy. Kể cả miếng đậu phụ cũng tăng. Thế chị thấy là xăng là một cái nhiên liệu của sản xuất và vận chuyển, thì bất động sản, một trong những đặc điểm của bất động sản nó là tư liệu của những ngành kinh doanh khác, nó là một cái ngành hỗ trợ cho những ngành kinh doanh khác, vì bất kể ngành kinh doanh nào nó cũng liên quan đến bất động sản. Sản xuất anh chị cần có nhà xưởng đúng không ạ? Để lưu trữ hàng hóa anh chị cần có kho bãi, để vận chuyển hàng hóa anh chị cũng cần có kho bãi, để giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm, Viettel vận chuyển nó đều cũng có kho bãi, để trưng bày buôn bán sản phẩm anh chị cần có mặt bằng. Thì khi mà anh chị áp một cái thuế lên trên bất động sản ấy, thì anh chị đã áp một cái thuế lên trên cái tư liệu của các ngành kinh doanh. Gần như cái gì anh chị cũng mua. Bây giờ Thế Giới Di Động bán một cái điện thoại iPhone là 20 triệu, chi phí thuê mặt bằng của họ là chừng đó. Bây giờ chi phí thuê mặt bằng tăng lên thì họ phải tính tới cái bài toán tăng giá sản phẩm. Đúng không ạ? Cắt giảm nhân viên, tối ưu chi phí, giảm chi phí, và rồi cái biện pháp cuối cùng phải được ra đó là tăng giá sản phẩm, tăng giá bán sản phẩm. Vì đó là cái nơi mặt bằng kinh doanh. Rồi hàng hóa từ cái chai nước mắm, chai xì dầu của anh chị để lưu trữ, đúng không ạ? Lưu trữ từ kho vận thì giá thuê kho cũng tăng. Đấy, cho nên là cái việc mà anh chị áp một cái thuế lên bất động sản, rõ ràng chúng ta tăng cái chi phí để sử dụng cái bất động sản đó lên. Cho nên về cơ bản thực sự áp thuế nó có cái mặt đúng của nó, đúng không ạ? Về mặt nhìn chung nó chống cái lượng đầu cơ. Tuy nhiên là áp thuế như thế nào thì nó không phải là một cái câu chuyện là một một bằng hai anh chị. Áp thuế vào là bất động sản giảm là nó phù hợp với cái thu nhập của người dân. Anh chị cứ so sánh với những cái nước tư bản thì anh chị thấy là bây giờ áp thuế như Singapore thì người dân ở Singapore làm lương một tháng 5-7 ngàn đô Sing, họ không mua được bất động sản. Họ không mua được bất động sản. Ở Mỹ anh chị mua, anh chị dùng đồng lương hàng ngày, anh chị trả góp. Và cái việc trả góp không nổi, mất việc, mất tài sản của họ là cái chuyện rất bình thường. Đúng mà. Cái hiện tượng người vô gia cư ở người Mỹ rất là bình thường. Không không phải như mình.
Và ở Mỹ hàng năm chúng ta đóng rất nhiều loại thuế. Thì lương chị làm ra bao nhiêu anh chị đóng thuế thu nhập là đã là khốn đốn rồi, thì chuyển qua đến thuế nhà đất nữa. Đấy, cho nên sở hữu của một cái nhà đất nhiều lúc nó là gánh nặng, chứ chưa hẳn là chúng ta chưa nói đến cái việc là chúng ta hưởng thụ, chúng ta sở hữu được một cái bất động sản, chúng ta sở hữu được một cái căn nhà đâu. Đấy, cho nên là cái sự so sánh với các nước nó cũng rất là khập khiễng. Và bây giờ khi mà anh chị định áp thuế vào trong cái bất động sản ấy, chúng ta áp thuế vào cái tư liệu kinh doanh, thì nó dẫn đến là cái hàng hóa tăng lên, cái thu nhập của anh chị đâu có đổi đâu. Anh chị thu nhập dựa trên làm công ăn lương, đúng không ạ? Thu nhập của anh chị một tháng 10 triệu, đất bây giờ 3 tỷ, thì nó vượt quá cái tầm thu nhập để chúng ta mua mua đất. Nhưng mà qua năm sau, nếu mà có áp thuế đi nữa, tôi nói anh chị giá đất nó còn có 1,5 tỷ đi nữa, thì anh chị cũng không thể nào mà đáp ứng được với cái mức giá đó khi mà cái chi phí của tăng lên. Bình thường một tháng làm 10 triệu anh chị để dành được 1 triệu, 2 triệu. Đấy. Còn bây giờ cái chi phí nó tăng lên, một tháng anh chị để dành được có 500 ngàn. Cái chi phí cho con uống sữa đi học một tháng 3 triệu, bây giờ nó lên 4 triệu. Cho nên áp thuế như thế nào mới đúng? Áp thuế là cái loại hình nào và cái cơ chế quản lý như thế nào thì nó mới chống được đầu cơ. Đấy. Chứ còn áp thuế lên mà nó tạo nên cái gánh nặng cho cái tư liệu kinh doanh, như bất động sản là một cái tư liệu kinh doanh đấy, kể cả bây giờ anh chị đang đi thuê nhà, mà lúc mà anh chị chưa mua nhà là anh chị đang đi thuê nhà, thì cái giá thuê của anh chị nó còn cao hơn, thì anh chị thấy cuộc sống nó còn khốn đốn hơn nữa, chứ không phải chưa đến nói đến cái chuyện là chúng ta tích lũy để chúng ta mua bất động sản đâu đấy. Thì một số cái chia sẻ ngắn như vậy trong cái giai đoạn này là chúng ta đang sợ những cái câu chuyện về tăng giá hàng hóa, cái câu chuyện về lạm phát. Đấy. Thì mỗi cái câu chuyện lạm phát, mỗi cái câu chuyện tăng giá hàng hóa thì nó khiến cho cái chênh lệch giàu nghèo anh chị nó tăng lên, chứ không phải nó giảm đi. Nó tăng lên khi mà mỗi cái chi phí của hàng tháng của anh chị nó bằng y cái thu nhập hàng tháng, tức là hàng tháng cái sự tích lũy của chúng ta là bằng zero á, thì rõ ràng cái chênh lệch nó, cái lệch giàu nghèo nó càng tăng lên. Chúng ta làm 1 năm, 2 năm, 3 năm thì cái thu nhập, cái chi phí hàng tháng nó, cái tích lũy hàng tháng nó cũng bằng zero à, nó không bằng zero à. Rồi chưa kể chúng ta mua sắm nữa, trong cái trào lưu mua sắm trà sữa, trào lưu mua sắm iPhone, thì cái tích lũy của chúng ta nó không còn bao nhiêu cả. Cho nên là nói một cái sự ngắn gọn, đó là cái việc áp thuế nó rất là nhạy cảm, và nó cái câu chuyện nó còn bỏ ngỏ một giai đoạn rất là dài. Thì cái việc sở hữu bất động sản ấy, nó là câu chuyện của từng cá nhân trong một cái nền kinh tế thị trường, thì chúng ta phải có cái quyết định cá nhân của chúng ta để chúng ta mua được bất động sản, để chúng ta sở hữu được bất động sản, chứ không phải là chúng ta trông chờ một cái sự thay đổi của thị trường. Chị, kinh tế thị trường thì thị trường là vua, là giao dịch là vua, quyết định mua bán nó nằm ở thị trường, giá cả nó quyết định bởi thị trường chứ không phải là bởi cá nhân chúng ta. Cho nên chúng ta đừng rất khó hy vọng là bây giờ giá bất động sản nó sẽ giảm và đủ cái ngang bằng cái mức thu nhập để chúng ta mua vào. Đấy, cái điều đó là cái điều nó mang tính phi thị trường anh chị, vì nó giảm là nó đã giảm rồi. Đấy, mua bán là nó quyết định ở những người mua và những người bán, và chúng ta gọi mua bán là thị trường, thì nền kinh tế chúng ta là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì nền kinh tế này nó vẫn quyết định vào bởi thị trường dưới sự điều tiết của chính phủ. Cho nên là chúng ta cần có những cái nước đi khôn ngoan, đặc biệt là đối với một người làm công ăn lương, khi mà qua những cái giai đoạn lạm phát, những cái giai đoạn tăng giá hàng hóa, thì cái chênh lệch giàu nghèo nó sẽ càng tăng lên, và chúng ta sẽ càng rất khó qua mỗi cái giai đoạn như vậy, thì chúng ta càng rất khó tích lũy để sở hữu bất động sản. Cảm ơn anh chị đã theo dõi, và anh chị có những ý kiến nào chia sẻ đồng tình hay là ý kiến trái chiều, rất mong anh chị cùng chia sẻ lên để chúng ta cùng bàn luận trong cái giai đoạn khó khăn hiện nay đối với việc mà chúng ta làm công ăn lương và cái giá cả hàng hóa nó đang leo thang. Cảm ơn anh chị và hẹn anh chị trong video tiếp theo.